Nhưng mà thôi, con số nó cũng chỉ là con số. Cái vấn đề còn lại là những cái quyết định của chính quyền đó, nó đi ngược khoa học và nó đi ngược những cái nền tảng. Tôi nói khi mà Lê Ngọc nói về cái quyết định COVID-19 ở bên Maya, ở bên bên Florida, rồi nó dẫn tới những cái kết quả về cái số người bệnh và số người chết, đặc biệt là ở cái khu Miami-Dade đó. Nó dẫn tới một cái chuyện mà mình cũng đã nói hai ba lần rồi mà anh Duyên vẫn không có không, gọi là mình vẫn theo dõi tim đó, là cái chuyện mà ra cái luật mà chống phá thai một cách gọi là nghiệt ngã như là bên Texas đó. Thì thưa quý khán thính giả, cái chuyện nó đã xảy ra cũng cả mấy ngày gần tuần rồi mà nó cứ vẫn còn dai dẳng. Cái dai dẳng mà buồn cười nhất là ngày hôm qua Greg Abbott, sau khi mà bị chỉ trích quá nhiều về cái luật mà chống phá thai đó, thì đây là chắc có lẽ là he feel là cái luật của he cũng đi quá đà rồi, cho nên he bây giờ tiếp tục lên là tôi rất là hãnh diện về cái luật này và tôi thề, đây là cái câu thề của hắn nè, là he sẽ dẹp sạch, sẽ eliminate cái bọn hiếp dâm. Tôi nói thật, tôi nghe xong tôi nói rằng là hình như cái trân tráo, cái ngu đần của cái tay Greg Abbott này đó, nó không có cái giới hạn. Nói rằng là đây là từ một cái người thính giả, một chút xíu tôi sẽ nói về những con số, nhưng mà 15.000 vụ hiếp dâm ở tiểu bang Texas năm năm 2019, đứng đầu nước Mỹ, mà bây giờ Greg Abbott tuyên bố là tôi sẽ dẹp sạch cái bọn hiếp dâm đó. Tôi mời gọi chúng ta dùng, mọi người chúng ta dùng một cái common sense ấy. Cái điều mà dẹp bỏ đó có thiệt không vậy? Cái lời mà Greg Abbott thề là dẹp sạch cái bọn hiếp dâm để chi? Để biện minh cho cái chuyện là tôi sở dĩ mà tôi ra cái lệnh mà chống phá thai mà nghiệt ngã, ngay cả một đứa 12, 13 tuổi đi nữa đó, nó cũng không được quyền phá thai nữa, là bởi vì tôi sẽ dẹp hết cái bọn hiếp dâm ở Texas. Ai muốn cá gì thì cá. Cái câu tuyên bố của Greg Abbott đó, nó cũng tương tự như một câu tuyên bố đó mà tôi cũng đã từng nghe qua rồi đó, là lửa cháy đó chỉ vì mình không có cào lá, tôi thề tôi sẽ cào sạch cái lá rừng đó. Đại khái nó như thế. Nó stupid đến cái mức độ đó mà một cái tay gọi là thống đốc của một tiểu bang lớn ở nước Mỹ họ tuyên bố như vậy, quý khán giả nghe nó có vui không? Nhưng mà thôi, mình nói chuyện về pháp lý một chút. Ngày cách đây một vài ngày tôi đọc một cái bài báo, mà bài báo là một cái opinion. Cái opinion này là của cái ông professor, ông tên là Lawrence Tribe. Thưa quý khán thính giả, nếu mà quý khán thính giả theo dõi mấy cái chương trình truyền hình đó thì mình biết cái ông Lawrence Tribe này là ai. Ổng là năm nay lớn tuổi rồi, hình như cũng đã 80 rồi, đại khái như thế. Ổng là professor, ổng dạy luật ở trường luật Harvard, mà đây là professor thứ thiệt, và học trò của ông Lawrence Tribe này đó có những cái tên như là Barack Obama nè, như Ted Cruz nè, như là John Roberts nè, chánh thẩm John Roberts cũng là học trò của ông này nữa. Thì quý khán thính giả hiểu là cái ý kiến của ông về luật pháp đó nó giá trị, nó nặng ký lắm. Là thì tôi đọc cái bài này, quý khán giả nhớ là cách đây một vài ngày mình nghe là Bộ Tư pháp của Mỹ, trong đó có ông thẩm phán Merrick Garland, lên tiếng là chính quyền liên bang sẽ dùng mọi điều ở trong cái power của mình để bảo vệ những cái người bác sĩ, bảo vệ những người y tá, bảo vệ những thiếu nữ mà phải đi phá thai vì cái lý do cần thiết cho sức khỏe của họ mà. Thì chính quyền liên bang đó sẽ
làm hết sức ở trong cái power của mình để bảo vệ. Lúc mà tôi nghe cái tuyên bố đó, tôi mới nói rằng là cái luật mà phá thai là luật của tiểu bang, mà tiểu bang họ có quyền ra luật như vậy, vậy thì cái luật của liên bang và cái power của liên bang như thế nào mà có thể ngăn chặn cái điều đó? Thì trong lúc mà tôi đang tìm coi coi là khi mà ông Merrick Garland ông tuyên bố như vậy đó, thì ông dựa trên cái căn bản pháp lý nào? Tôi cũng tìm tòi mà, thì chưa kịp có câu trả lời thì có cái bài báo của ông Lawrence Tribe này rồi, ông sư tổ về luật hiến pháp rồi. Thành ra thấy hay, mượn cái đó để mà chia sẻ cùng quý khán thính giả là nếu mà cái tiểu bang, thì cái ông Lawrence Tribe này đó, ông nói rằng là đây là những cái cơ bản về pháp lý, những cái luật, những cái căn bản về luật mà chính quyền liên bang có thể sẽ ngăn chặn cái đám đầu trâu mặt ngựa, cái đám mà đi rình rập thiên hạ, cái đám mà nó dùng cái luật của Texas, nó dùng cái những cái vụ kiện mà nó để nó kiếm 10.000 đô la, 20.000 đô la để mà nó hù dọa thiên hạ, thì những cái tay đó đó, những cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó đó sẽ phải trả giá như thế nào, là thưa quý khán giả. Ông Lawrence Tribe ông nói là chính quyền liên bang hoàn toàn có cái power và hoàn toàn có cái quyền, và ông khuyên là chính quyền liên bang nên dùng cái quyền đó, kể cả bao gồm cả cái việc truy tố hình sự để mà ngăn chặn cái việc mà người ta enforce, người ta chấp hành cái luật của Texas. Thì ông nói là có nhiều cái ngõ khác nhau. Cái ngõ đầu tiên là quốc hội, là tại quốc hội là cái cơ quan làm luật. Quốc hội có thể ra một cái luật nào đó mà cái luật đó nó phủ trùm lên trên 50 tiểu bang để mà nó cấm Texas không làm được những điều mà Greg Abbott muốn bây giờ. Đó là quốc hội. Nhưng mà ông nói rất rõ là với một cái quốc hội mà ngay bây giờ thượng viện 50-50 đó, thì cái đám Cộng hòa sẽ không bao giờ mà ủng hộ cái luật của quốc hội, thì có thể là quốc hội khó ra luật để mà trấn áp Texas, trừ trường hợp dân chủ chiếm được 60 ghế hay là 55 ghế đại khái, một cái đa số nào đó áp đảo để rồi ra cái luật cùng với hạ viện. Nhưng mà thôi thì đó là cái option đầu tiên là quốc hội ra luật. Nhưng mà bây giờ ông nói là chưa có luật gì cả, thì ngay bây giờ cái bộ tư pháp của ông Merrick Garland đó cũng có thể dùng cái power của mình rồi, là họ có cái quyền rồi. Bởi vì thưa quý khán thính giả, một lần nữa tôi nói, ông Lawrence Tribe này đó, ông dạy luật hiến pháp lâu quá, và ông dạy giỏi đến mức độ mà hình như cái ngõ ngách luật nào mà nó có liên quan tới cái quyền của người dân, nó liên quan tới cái hiến pháp, là ổng là sư tổ rồi. Thì ổng nói rằng là ở trong cái section 242 của cái bộ luật hình sự liên bang đó, nó có một cái điều khoản, nó nói là bất kỳ người nào mà under cái color of law, có nghĩa là mượn danh luật pháp, người nào mà mượn danh luật pháp cố tình mà vi phạm cái quyền của người khác, mà cái quyền đó mà hiến pháp bảo vệ đó, thì những người đó sẽ bị tội hình sự, sẽ bị truy tố hình sự theo luật của liên bang. Thưa quý khán thính giả, cái luật này đó nó ra đời sau cái vụ mà sao là sau vụ mà thành lập KKK đó, sau cái cuộc nội chiến Nam Bắc, thì cái hội KKK nó ra đời, nó đi nó hành hình, nó uy hiếp, nó chặn những cái người da đen. Khi mà người da đen họ đòi cái quyền tự do của họ, thì tụi này nó làm đủ trò để mà nó giết người mà, thì cái luật này ra đời. Vậy thì nếu hồi đó đó những cái tay mà KKK đó nó nhân danh luật pháp, cái luật pháp mà Jim Crow của cái thời đó đó, nó mượn under cái color of law,
mượn danh luật pháp để đi hà hiếp người ta, bắt nạt người ta, giết người ta, thì mấy tay đó bị truy tố hình sự. Đó là cái section 242 của bộ luật luật hình sự của liên bang. Vậy thì bây giờ nếu mà mình áp dụng cái luật 242 vào cái bao cái đám mà bounty hunter đó, tức là đi rình rập thiên hạ, đi tố cáo thiên hạ rồi rồi để mà kiếm tiền đó, để mà đe dọa người ta, để thành ra bây giờ tôi nói thí dụ tôi là một cô gái 13 14 tuổi. Tôi vì một cái lỡ lầm với một cái người bạn tôi 16 17 tuổi, cái chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Tôi có bầu. Bây giờ tôi sợ cha mẹ tôi la, hoặc là tôi sợ mấy ông cha, mấy ông sư, mấy ông gọi là chỉa vào tôi đó. Tôi sợ cái chuyện đó đó thì tôi làm gì? Thưa quý khán thính giả, tôi phải đi thì tôi đòi một cái quyền gọi là phá thai, hay là tôi bị rape, tôi đòi cái quyền phá thai. Thì cái quyền đó cho tới giờ phút này hiến pháp công nhận. Hiến pháp công nhận qua cái case Roe v. Wade. Quý khán thính giả chắc cũng quen cái case mà Roe v. Wade của 1973 này, tức là cái quyền phá thai là một cái quyền được hiến pháp công nhận ở ở trong cái bản hiến pháp. Cho nên những cái đứa mà bounty hunter đó, nó đe dọa tôi, nó rình rập tôi, nó quay phim tôi để mà nó ngăn chặn tôi thi hành cái quyền mà do hiến pháp bảo vệ đó, thì những cái tay đó sẽ bị trừng phạt theo cái bộ luật hình sự của liên bang, cái điều khoản 242 của cái bộ luật hình sự liên bang. Rồi ông Trump ông còn đi xa hơn nữa. Ông nói cái đó là cái section 242, nhưng mà cái section 241 đó nó lại còn nghiêm nghiêm khắc hơn nữa, nghiêm trọng hơn nữa. Có nghĩa là nếu mà mình hù dọa thiên hạ đó thì nặng hơn. Thì cái section 241 này đó, nó nói ngoài cái cá nhân đó mà nó còn, nếu mà two or more, nếu mà hai người trở lên mà gọi là toa rập để mà làm cái chuyện mà hồi nãy giờ tôi trình bày đó, tức là ngăn cản đe dọa người khác mà để mà người ta chỉ đi làm cái một cái việc mà cái việc đó là hiến pháp cho phép người ta làm, mà bây giờ từ hai ba người trở lên mà âm mưu để làm cái trò này đó là chính quyền liên bang có quyền truy tố hình sự cả lũ luôn đó. Thì thưa quý khán thính giả, nếu mà có một cái chuyện nào đó mà cái lũ ở bên Texas mà đi ra mà rình rập, nào là cái tổ chức nó lên trên mạng nó nói rằng là báo cáo đi, gọi là report đi thì sẽ có tiền này nọ vân vân đó, thì ngoài cái đứa mà nó kiện người ta đó, những đứa mà chung quanh những cái cơ quan mà gọi là toa rập với nó để mà gọi là bắt nạt một cái cô gái 15, 17 mà người ta cần người ta làm đó, thì luôn cái cả cái lũ đó. Mà nếu tôi một lần nữa là tôi rất là kính trọng những ông sư, những ông cha mà đạo cao đức trọng, nhưng mà nếu mà có những cái thứ mà đạo đức giả đó mà cũng toa rập vô rồi, cũng mình là cha hay mình là sư mà mình đi chỉ điểm cái tín đồ của mình đó, nó cũng vướng luôn vô cái luật này nữa. Cho nên tôi đọc mà tôi rất là appreciate cái ông Professor Lawrence Tribe. Quý khán thính giả chỉ cần Google, hay quý khán thính giả chỉ cần xem mấy cái show TV ông này, ông cứ nói về luật pháp hoài à. Tôi learn ở ổng rất là nhiều. Cho nên section 241, 242 của Bộ luật hình sự. Rồi ông đó ông nhận định cái luật của bên Texas đó. Ông nói là cái luật Texas này nè, là họ ra họ cái mục đích của họ rất là rõ là nhằm hù dọa các bác sĩ, các y tá và những người khác bằng cách phạt tiền người ta, nghĩa là phạt tiền 10.000 trở lên chứ không phải là chỉ 10.000 thôi. Bên cạnh đó là luật sư phí, thì tất cả những cái đó, đây là cái hình thức mà gọi là bounty đó, hình thức
tiền thưởng đó cho cái bọn chỉ điểm. Mà khi mà họ làm những cái luật, ra cái luật này đó, nó giúp cho cái đám đó cướp tài sản của thiên hạ, cho dù rằng là những cái đứa chỉ điểm không bị thiệt hại gì cũng được lấy tiền thiên hạ nữa. Cái điểm này quý khán thính giả nhớ, đã nhiều lần ở trên trên chương trình rồi tôi nói rằng là cái luật của Texas đó, mà giao cho bất kỳ một người thường nào cũng được quyền kiện mặc dù họ không thiệt hại gì đó. Tôi đưa cái thí dụ giống như là mình đang đứng ở trên lề đường, mình thấy một cái người vượt đèn đỏ hay vượt stop sign, là mình nói là mình có quyền kiện cái người đó để mình lấy 5.000, 10.000. Cái luật này nó tương tự cái chuyện mà stupid như vậy đó. Yes, nếu mà mình thấy một người vượt đèn đỏ, mình thấy một người chạy tầm bậy mà quá nguy hiểm, mình có quyền gọi cảnh, mình có quyền lấy cái bản số rồi mình gọi cảnh sát, mình nói là người đó đang lái xe trên đường mà tôi có cái cảm giác là người đó đang bị gọi là say rượu hay gì đó mà làm những cái động tác quá nguy hiểm, mình có thể mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà xử lý cái việc đó là cảnh sát họ làm, người thường không có quyền đi kiện thiên hạ để mà kiếm tiền. Mà luật của Texas đó, nó cho những cái người thường, nó cho những cái đứa chỉ điểm đi kiếm tiền như vậy. Thì ông Professor Tribe, ông nói rằng là cái luật của Texas chỉ nhằm hù dọa, có nghĩa là cho một cái ông bác sĩ, một cái người y tá biết rằng là chung quanh đó có cả trăm cặp mắt luôn luôn để ý như vậy, hù dọa người ta. Và cái đó, thưa quý khán thính giả, vi phạm cái luật hình sự của liên bang, cái điều khoản 242 cho từng cá nhân, 241 cho một cái lũ tụi bay toa rập với nhau. Quý khán thính giả thấy không? Cho nên ông nói là về hình sự đó thì liên bang đã có quyền rồi. Còn về dân sự đó thì chúng ta, ông nói rằng là ông professor này, ông nói là về dân sự đó thì bộ bộ tư pháp của Hoa Kỳ, bộ tư pháp liên bang đó thì không có xử người theo cái luật về, không có xử người dựa theo luật dân sự được. Chỉ vì thưa quý khán thính giả, giống như tôi nói đó, mình kiện ai một một về một cái vấn đề dân sự thì mình phải bị thiệt hại. Thì cái bộ tư pháp của Mỹ không có kiện những cái người ở bên Texas, bởi vì bộ tư pháp không có chứng minh được là họ bị thiệt hại gì cả. Nhưng mà ông professor này, ông nói là luật liên bang đó, nó có một cái luật nó gọi là All Risk Act. Thì cái luật mà All Risk Risk Act này đó là cái luật mà cho mà ông thẩm phán đủ cái thẩm quyền để mà ra bất kỳ một cái mệnh lệnh nào đó. Thì ông nói rằng cái luật All Risk Act của liên bang đó, nó cho phép một ông thẩm phán đưa ra những cái luật mà những cái mệnh lệnh mà nó necessary và appropriate, có nghĩa là cần thiết và xứng hợp để mà giúp cho cái bộ tư pháp liên bang đó chận, không có cho nghiêm chấp cái không không có cho chấp hành cái luật của Texas. Thì đó là một cái bài viết, một cái opinion tương đối dài, tôi tóm tắt lại để chúng ta cùng nhau chúng ta hiểu rằng là cái tương quan của luật luật tiểu bang với luật liên bang đó, nó có nhiều cái điểm mà chúng ta cũng 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 vui lắm. Cho nên cái kết luận của ông Tribe đó, ông nói rằng là đây là chữ của ông xài nha, ông nói là đã đến lúc cần thiết để tước vũ khí của những cái kẻ mà ngạo mạn. Ông dùng cái chữ tước vũ khí, có nghĩa là disarm cái tụi làm luật ở bên Texas, sẽ phải đã đến lúc cần thiết để mà tước vũ khí của những kẻ ngạo mạn, những cái đứa mà cynical đó, mà vi phạm quyền hiến định của dân, trong khi chính họ đó họ tránh né những cái hệ quả mà do những cái hành động vô vương vô pháp của họ, hành động phá luật phá lệ của họ. Cái lũ Cộng hòa ở bên Texas, thưa quý khán thính giả, là cái lũ mà chính một ông professor về, một ông giáo sư mà đã từng dạy tầm cỡ của Obama, của Ted Cruz, của John Roberts đó, mà ông còn phải dùng cái chữ là
đây là một cái lũ ngạo mạn mà nó vi phạm cái quyền hiến định của dân, trong khi tụi nó tránh né, nếu mà nó né được những cái trách nhiệm của tụi nó thì cái lũ này đã đến lúc mình phải disarm nó, phải tước những cái vũ khí của nó. Yes, chính quyền liên bang là như vậy. Còn đây là gia đình NVR ở Harris County, ở Austin, ở San Antonio là những cái lá phiếu Việt Nam này. Tôi kêu gọi thưa quý khán thính giả của gia đình NVR, nếu mà đang sống ở Texas, đã đến lúc mà tôi kêu gọi quý khán thính giả hiểu được cái power của mình. Đã đến lúc disarm tụi nó, tước cái quyền của tụi nó, tước cái quyền của cái thằng đốn mạc Greg Abbott. Đã đến cái lúc mà vote tất cả mấy cái thằng Cộng Hòa mà ở trong cái vùng của quý khán thính giả đó, vote tụi nó out. Đã đến lúc mà mình phải đứng lên cho chính người dân, cho chính con em của chúng ta, cho chính chúng ta, không phải chỉ cái luật phá thai này, mà chúng ta phải đứng lên cho cái vấn đề COVID-19. Yes, đây là lời của tôi nè, đã đến lúc cho tụi nó giả từ vũ khí. Quay trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, tiếp lời anh Duyên đó thưa quý vị, ngoài cái luật mà cấm phá thai mới ở tiểu bang Texas, quý vị còn nhớ ngày hôm qua nữa thì ông Greg Abbott cũng vừa mới ký ban hành cái luật mà hạn chế bỏ phiếu qua đường bưu điện đó nha thưa quý vị. Cái voting right là Ngọc sẽ gửi đến sau. Nhưng mà thưa với anh Duyên, ở giữa liên bang và tiểu bang đó anh Duyên, nó có những cái khó khăn hay không khi mà cái sự việc đó xảy ra ở cái tiểu bang đó? Thì cái người đó họ đã bị theo cái luật họ đã bị cấm theo cái luật của tiểu bang rồi thì trở lên tới liên bang nữa nó phải có một cái thời gian phải không thưa với anh Duyên vì Lê Ngọc thì nhớ ngày hôm thứ hai thì có một cái bản tin từ hãng thông tấn AP cho biết là ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Merrick Garland lên tiếng cho biết là Bộ Tư pháp sẽ bảo vệ những người mà tìm cách phá thai hoặc là cung cấp những dịch vụ về sức khỏe sinh sản thưa quý vị và ông Garland có nói đến là theo cái luật liên bang được gọi là một cái đạo luật FACE FACE tắt là Freedom of Access to Clinic Entrance Act thì ông có tuyên bố rằng là những công tố viên của liên bang vẫn đang gọi là rất là khẩn trương để xem xét coi họ có những cái lựa chọn nào để mà thách thức cái luật cấm phá thai của tiểu bang Texas hay không thì đó là cái điểm mà Lê Ngọc thấy là cái sự khác biệt giữa tiểu bang và liên bang thưa với lại anh Duy. Câu hỏi là Lê Ngọc rất là hay, đó cũng là một cái điểm mà mình chia sẻ với gia đình nè. Khi mà một tiểu bang, bất kỳ tiểu bang nào ra một cái luật, thì thưa quý khán thính giả, người dân, tất cả mọi phía đều có quyền challenge cái luật này. Thành ra, cho tới giờ phút này, luật của Texas đã ra, và ngay bây giờ mình biết là đã có những cái lawsuit kiện. Tại vì nếu mình ra luật mà cái luật đó bị người ta kiện mà người ta thắng, có nghĩa cái luật của mình vi hiến đó, thì cái luật đó sẽ không giá trị. Thành ra ngay bây giờ cái luật của tiểu bang Texas và của Greg Abbott đang bị kiện giống như anh Duyên nói đó, là từ cái chuyện mà 16 cái từ cái chuyện 6 tuần là về mặt khoa học nó cũng không có rõ rồi, không có xác định được rồi, cộng thêm cái điều khoản mà cho những người thường cũng có thể gọi là harass thiên hạ đó, thì những cái này nó vi hiến nặng lắm. Anh Duyên cũng đã từng nói là anh Duyên rất là ngạc nhiên, là anh Duyên biết là tối cao pháp viện sẽ xét cái giá trị của cái luật này sau đó con đường dài, nhưng mà anh Duyên rất là ngạc nhiên là không có chận cái chuyện mà gọi là bounty hunter đó, cái không có chuyện chận cái chuyện mà để cho người thường mà đi rình rập thiên hạ đó, thì cái đó là cái mà nói là nghi anh lần đầu tiên mà cái sự nghi ngờ về cái tính trung thực và chí công vô tư của cái tối cao pháp viện đó, lần này là cái lần mà rõ ràng nhất là anh Duyên bắt đầu nghi ngờ là
cái tối cao pháp viện đã chính trị hóa rồi. Cho nên bây giờ thì mình nói rằng là cái luật của Texas đang bị tranh chấp, mình không biết nó có giá trị hay không, thì mình chờ từ từ rồi cái kết quả. Rồi bây giờ mình giả sử là cho dù bị tranh chấp gì nữa mà lên tới tối cao pháp viện vẫn nói là cái luật của Texas mà có giá trị đó, thì chính quyền liên bang, tại vì nếu mà tòa án đã nói là luật của Texas giá trị thì cái chính quyền liên bang của ông Merrick Garland đó không có làm gì được hết đó, vẫn phải biết rằng là yes, nó có cái luật giá trị. Vậy thì chính quyền liên bang họ phải dùng những cái gì mà trong tay của họ đang có sẵn vào cái power của họ để mà họ chặn cái chuyện mà chấp hành cái luật này. Thì hồi nãy anh Duyên đã nói rồi, section 241, section 242 và đồng thời cái luật mà All Risk Act nãy mình nói rồi. Bây giờ mình khi mà Lệ Ngọc đưa lên cái luật mà gọi là FACE đó, tức là một cái Federal Act mà nó cho người ta cái access tù nhiệm, nghĩa là thành ra nếu bây giờ mình ngăn chặn một người mà họ tới một cái clinic thì cũng lại vi phạm cái luật FACE đó. Thì đó là những cái tool, đó là những cái pháp luật mình nằm ở trong tay của liên bang để nếu mà liên bang muốn muốn gọi là ngăn chặn, muốn dập những cái đứa mà rồi bu muốn kiếm tiền tầm bậy đó, dựa theo under cái color of law đó, có nghĩa là nhân danh cái luật của Texas đó mà làm tầm bậy muốn hại thiên hạ đó, thì cái phần đó đó nó nằm ở trong tay của chính quyền liên bang. Quý khán giả thấy luật nó hay không? Cho nên yes, tụi tôi không có phủ nhận nếu mà cái luật Texas của mấy ông sau khi bị kiện rồi mà tối cao pháp viện vì đã bị chính trị hóa vẫn cho cái luật của mấy ông mà giá trị đó, thì những cái luật mà có sẵn ở trong tay chúng tôi nè là mấy ông cứ cứ đi rình rập đi, cứ đi tố cáo đi, cứ đi đưa ra tòa đi, thì một mặt khác chính quyền liên bang của tôi sẽ dập mấy ông về cái chuyện đó. Cho nên bây giờ thì nó trả lời câu hỏi của Lê Ngọc nè, bây giờ anh Dương thí dụ một cô bé 15, 17 vì một cái chuyện yêu yêu đương riêng tư hoặc là vì bị hiếp dâm có bầu mà người ta tới, người ta lén lút, người ta đi đi phá thai, rồi cũng có những cái đứa đầu trâu mặt ngựa nó tố, thì những cái trong lúc mà tụi nó tố đó, cái chuyện đó chưa có xảy ra gì cả đó, thì cái lũ mà tố thiên hạ đó nó sẽ bị Pedro mình chụp đầu nó và lôi ra tòa hình sự. Chính vì cái những cái biện pháp này đó khiến cho tụi nó là trước khi tụi bay muốn gọi là báo cáo thiên hạ, tụi bay muốn rình rập thiên hạ để tụi bay lấy tiền đó, tụi bay phải nhớ rằng là tụi bay cũng không có yên đâu. Và cái chuyện mà người ta truy tố đó, cái vụ xử của mấy ông bác sĩ, của người y tá nó còn đang tiếp diễn ở Texas đi nữa đó, thì chính quyền liên bang đã còng tay Du bỏ bỏ Du vô tù rồi để Du trả lời về cái chuyện mà là Du đã vi phạm, mấy người đã vi phạm cái luật FACE mà Lệ Ngọc mới nói, hay là cái luật cái điều khoản 241 với 242 của Bộ luật luật hình sự. Quý khán thính giả thấy hay không? Thành ra mình dựa trên mình nhân danh cái luật Texas mà mình làm bậy đó, thì mình đang vi phạm cái luật của liên bang. Và liên bang nói rằng là tôi không cần biết cái chuyện mà luật tiểu bang của mấy ông, tôi không có dính tới được, nhưng mà riêng luật liên bang đó mấy ông đang vi phạm luật liên bang, mấy ông đang ngăn cản một cô gái cần cái sự giúp đỡ mà cái cô gái đó có cái quyền đó. Vậy thì ông trả lời trước cái công lý của liên bang trước đã, còn cái chuyện của ông we don't care. Quay trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, như Lê Ngọc đã thưa với quý vị, trước khi mà bước qua một cái luật mới mà ông Greg Abbott vừa mới ký trong ngày hôm qua, ngày 7 tháng 9 ấy mà, thưa quý vị, về cái vấn đề mà voting right, hạn chế cái vấn đề bỏ phiếu, nó cũng gây ra rất nhiều những cái sự tranh cãi. Thì quý vị biết cái luật phá thai từ đó nó cũng để làm gì, cái mục đích cũng để tranh giành cái phiếu của cử tri. Thì Lê Ngọc, thưa với anh Duyên, Lê Ngọc thấy có một cái comments của một vị khán thính giả mà Lê Ngọc sẽ đưa đến và anh Duyên nghĩ như anh Duyên trả lời hay không thì quyền của anh Duyên, anh Duyên. Nhưng mà tại vì Lê Ngọc thấy là vị khán giả này có cái tên là chắc là Cảnh Nguyễn hay Canh Nguyễn đó,
nói rằng qua cái comment thì Lệ Ngọc thấy là có chờ anh Duyên, thế Lệ Ngọc đưa lên nha, thưa anh Duyên, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đây rồi. Thành thử là Lệ Ngọc biết là cái sự chờ đợi của vị khán giả này, thì Lệ Ngọc mới đưa, làm ơn phân tích dùm câu Tổng thống Biden sai lầm hết, từ cái này đến cái khác, từ Afghanistan, COVID của ông khanh cuồng Trump trên trang Người Việt tối hôm qua. Thành thử anh Duyên có quyền lựa chọn nhân viên trả lời vị khán giả này hay là như thế nào nha thưa anh Duyên? Cái điều đầu tiên, cái feeling đầu tiên đó là đây rồi, ông Duyên đây rồi, đó làm cho anh Duyên thứ nhất là cảm kích lắm, rất là trân trọng cái tình cảm đó của gia đình NVR dành cho anh em mình. Mà thêm cái điểm thứ hai nữa là cảm thấy rằng hình như từ lúc chích ngừa nó bị theo dõi nhiều hơn. Cho nên thì thôi, đó cũng là cái chuyện vui cho thôi. Nhưng mà thôi thì mỗi một người đều có một cái opinion. Bất kỳ một cái người mà lên diễn đàn đó, người nào đó cũng có một cái quyền make một cái statement of opinion. Thành ra cùng một việc làm của ông Biden mà cái opinion của mình đó, mình nói rằng là cái điều đó thì đúng, cái điều đó thì sai, thì một người khác cũng có cái quyền họ make những cái statement of opinion của họ và mình tôn trọng cái opinion đó. Cái mà mình không chấp nhận đó, khi mà người ta make một cái statement of facts, mà statement of facts đó rồi họ dựng lên, chẳng hạn họ ghép hình, họ ghép lời, họ mà họ nói rằng đó, cái đó là cái facts đó, thì cái đó là một cái mà chúng ta chống đối. Cho nên cảm ơn quý khán thính giả, sau khi mà nghe anh em chúng tôi, mà nghe chúng tôi phân tích những chi tiết rồi đó, đôi khi trong gia đình mình nghe những cái opinion khác mà vô tội vạ đó thì mình có bực mình. Nhưng mà đây nè, cái đặc điểm là có rất nhiều người không đồng ý với cái opinion của Lệ Ngọc, của anh Duyên và của biên tập viên của NVR. Họ không đồng ý. Nhưng mà cái khó của họ là họ có thể họ không đồng ý về những cái statement of opinion, nhưng mà những cái statement of facts của mình đó là hoàn toàn không có một cái gì để, tại vì những cái facts mà anh Duyên và Lệ Ngọc và tất cả anh em biên tập viên của NVR đưa lên đó, đó là những cái facts mà nó đi từ nhiều nguồn khác nhau, và những cái nguồn đó là những cái nguồn mà có giá trị, có uy tín, chứ không phải giống như cái đài Fox. Quý khán thính giả thấy không? Những cái phân tích của anh em chúng tôi đó là lấy từ cái tờ Washington Post, mà không phải là của những cái tay viết mà thường thường nữa. Khi mà tôi đem một cái phân tích mà tôi đưa lên đây đó, thì những cái facts đó nó đi từ những cái tay thứ dữ không à. Cho nên một lần nữa, cái vấn đề mà mình làm mình làm news á, cái trách nhiệm của mình với mọi người, với gia đình, tại vì anh em chúng tôi nói rất rõ là chúng tôi không có tranh thắng để làm gì đó, cũng không có cầu danh, không có cầu cái gì đó. Cái sứ mệnh mà NVR có đó, đó là cái sứ mệnh về dân trí. Quý khán thính giả có đồng ý hay không đồng ý với anh em chúng tôi, cũng phải công nhận một điều rằng là hình như cái phương pháp luận lý của anh em chúng tôi nó rất khoa học, nó rất lịch sử. Cho nên vị thính giả nào đó tôi trân quý lắm khi mà nói lên những cái điều mà chính quý khán thính giả cũng cảm nhận được đó, thì những cái cảm nhận từ quý khán thính giả hiểu rằng là anh em chúng tôi phân tích làm cái gì, chúng tôi có cái trách nhiệm, có một cái trách nhiệm tự nhiên ở đằng sau đó. Chúng tôi không nói càn, chúng tôi không nói bậy. Quý khán thính giả cứ so lại với, nghe thử những cái nơi khác, mình cũng không nhắc tên làm gì, là mình biết là cái bá láp của thiên hạ đó nó dẫy đầy. Nhưng mà trong cái bá láp dẫy đầy thì thưa quý khán thính giả, cũng không có ít những cái người làm việc theo cái sứ mệnh giống như anh em chúng tôi. Cho nên chúng tôi trân trọng cái điều đó. Và sở dĩ mà mình nói cái mạnh duyên quý ở trong cái lối thảo luận của anh em mình đó, thì
đây là đây là cái mà mình đọc từ quý thính giả, mình mới hiểu là quý thính giả của mình á, trong gia đình NVR mà bây giờ post một cái comment hay một cái gì đó thì trời, nó chính xác. Tức là khi mà tôi đọc xong đó, tôi biết tôi đã đọc rồi, nhưng mà trước khi mà tôi chia sẻ với quý khán thính giả ngay bây giờ nè, tôi cũng phải là làm cái fact check trước khi tôi fact check rồi tôi mới nói được. Thưa quý khán thính giả, là ngày hôm qua ở bên Texas đó thì cái tin là Greg Abbott đó, là sau cái là hôm thứ năm tuần rồi đó, thì cái điểm mà người ta nói là Texas, cái điểm của Abbott đó là đã giảm xuống nhiều rồi, và theo cái ý của dân đó thì 52%. Quý khán thính giả biết một cái tiểu bang đó là tiểu bang đỏ mà đều nói rằng là Texas đang đi trên cái wrong track, có nghĩa là đã đang đi sai đường rồi, dưới cái lãnh đạo của Greg Abbott và của cái đảng Cộng hòa đó, Texas đang đi sai đường. Thì thôi, cái chuyện mà ý kiến người ta là Greg Abbott đang đi sai đường, cái đó cũng chỉ là cái thăm dò, đó cũng chỉ là những cái thăm dò về opinion, về ý kiến thôi. Mình nghe khán thính giả của mình, và đây là cái comment của khán thính giả mình mà toàn là facts không à. Nói rằng là xứ sở này là một cái tiểu bang Texas á, tiểu bang Texas là một xứ sở kỳ lạ. Họ rất là tự hào, họ nói là don't mess with Texas, có nghĩa là một cái khẩu hiệu tự hào mà đừng có đụng tới Texas. Nhưng năm 2019 có gần 15.000 vụ hiếp dâm và nó là number one của nước Mỹ. Tôi đọc cái câu đó, tôi tìm hiểu liền thì đúng y là năm 2019 Texas là number one với cái con số là 14.800 mấy đó vụ hiếp dâm, đứng hàng đầu nước Mỹ. Cái tiểu bang thứ hai sát Texas đó là California, thì California chúng ta biết rồi, đông dân nhất nước Mỹ, vẫn cái số những cái tai nạn, những cái vụ hiếp dâm đó cũng thua Texas rồi. Một rồi thính giả này cũng nói ở một cái nơi mà mang súng không có cần giấy phép, rồi mới nói rằng là thì thính giả này mới nói là nếu mà đụng đụng chuyện với police á, mình không cần giấy phép, mình mang súng là ngờ, thì cảnh sát đâu có quẩn để mà hỏi giấy, nhưng mà có đụng chuyện gì thì cảnh sát họ có quyền họ nổ súng trước, là bởi vì ông có súng mà tôi là nhân viên công lực, tôi phải bắn trước chứ nếu tôi bắn chậm thì tôi chết mà. Đó là cái nhận định của thính giả đó. Rồi thính giả nói là tiểu bang Texas là tiểu bang duy nhất mà cái mạng điện của họ không có nối với tiểu bang nào hết á, thành ra hồi tháng 2 vừa rồi xảy ra tai nạn là Texas chịu chết, không có điện, không có tải từ các tiểu bang khác qua để mà cứu cho Texas được. Rồi nói tới luật phá thai rồi, đây mới là cái hay, cái phát mà thính giả nói nè. Một cái nhà máy hóa chất ở Texas mà mua bảo hiểm có 1 triệu đồng, trong khi đó một cái chiếc xe chở hàng thôi đó, bảo hiểm chiếc xe chở hàng trung bình của nước Mỹ đó, một chiếc xe chở hàng trung bình bảo hiểm là 1,7 triệu, trong khi đó một nhà máy gọi là chế tạo phân bón Texas ở Texas đó, mà chỉ mua bảo hiểm có 1 triệu. Thì tôi đọc một cái là tôi lại đưa vào, tôi truy tìm coi cái phát mà thính giả này nói có chính xác hay không. Thì y chang, thưa quý khán thính giả, cái chuyện đó là nó xảy ra năm 2013 đó. Năm 2013, một nhà máy làm phân bón ở Texas chứa đầy hóa chất ở bển đó, nổ đùng ra. Sau khi nổ đó thì là 14 người chết, 200 người bị thương, thiệt hại và ô nhiễm tùm lum tà la lên tới 100 triệu. Tới chừng đưa ra nhà máy đó chỉ mua có 1 triệu bảo hiểm thôi. Mà vì không có tiền bảo hiểm thì quý khán thính giả biết rồi. Thì nó cũng xảy tới những cái chuyện khác, mình không biết nó là chuyện gì, nhưng mà sở dĩ mà tôi nói như vậy đó, để tôi nói rằng khi mà thính giả của mình đó mà đưa cái comment đó, là những cái comment nó nặng ký ghê lắm, là tại vì ở trong đó nó là facts, nó là sự thực.
Còn cái opinion, yes, ai muốn nói gì nói, nhưng mà cái opinion của đài NPR, của gia đình NPR đó, hình như là nó nặng ký tới mức độ mà thính giả vừa rồi thương yêu cũng nói đó, tôi vừa nhìn thấy mặt ông Duyên là tôi mừng quá, tôi nhào vô liền đó. Cảm ơn nhiều lắm. Quay trở lại. Dạ vâng, Lê Ngọc biết được cái sự gọi là quý mến, yêu mến anh Duyên chờ đợi, và Lê Ngọc cũng rất là vui là Lê Ngọc không có ngại ngùng để mà đưa cái câu hỏi đó ra với lại anh Duyên. Vì Lê Ngọc có một cái niềm tin là ở một ông anh của đài NVR, thưa quý vị, và đặc biệt khi mà quý vị nói đến những anh em khác cùng làm trong nghề, cùng làm nghề truyền thông, thì anh em của chúng tôi đều có những cái gọi là không có bao giờ không có muốn nói đến những anh em, nhưng mà thành thử Lê Ngọc rất là tiếc là Lê Ngọc lại có thòng cái câu là tùy anh Duyên, nhưng mà thật sự Lê Ngọc có một cái niềm tin là anh Duyên sẽ trả lời, và cái câu trả lời của anh Duyên đó Lê Ngọc thấy rất là vui. Vì thưa quý vị, chúng ta cũng phải sống chung trong một cái thế giới mà có những cái ý kiến, những cái nhận định hoàn toàn khác nhau, và cái điều chúng ta phải làm là chúng ta phải đưa ra như thế nào để mà có thể chứng minh là chúng ta là những người mà không có cảm tính, suy nghĩ đúng đắn, có đầu óc khoa học hơn. Và quý vị, và cái quan trọng nhất mà anh Duyên nói đến là anh em của chúng tôi, NVR, đều đưa đến cho quý vị những cái tin tức trung thực, những cái fact, rồi từ đó chúng ta sẽ cùng nhau sống chung trong những cái tranh luận. Điều đó rất là thú vị. Giống như là bây giờ ở đại dịch Covid-19 vậy quý vị, chúng ta cũng phải sống với cái con virus này, thì chúng ta, chung quanh chúng ta nó sẽ có những cái sự tranh cãi hoàn toàn khác nhau. Ngay cả đời sống vợ chồng anh Duyên thấy không, hay là trong công ăn việc làm của chúng ta cũng vậy, rồi trong vấn đề buôn bán cũng vậy, cũng đều có những cái sự suy nghĩ khác nhau, nhưng mà những cái sự suy nghĩ đó sẽ đóng góp để mà cho chúng ta thành công hơn. Đó là cái điều mà Lê Ngọc rất là mong muốn. Cảm ơn Duyên. Và nhất là khoan khoan phải phải nói luôn nữa là thỉnh thoảng đó mà mình nghe những cái lời mà gọi là góp ý với anh em mình đó, khen chê gì cũng vậy đó, nó dùng một cái chữ anh Duyên nói rằng là cái cảm xúc lắm, thành ra thì thôi trong gia đình NVR đó mình mượn cái câu hát của ông Trịnh Công Sơn đó, mình thương nhau cái lòng chợt từ bi bất ngờ đó, thành ra cái khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc từ bi của ông Duyên, ông không có chửi đâu không. Nhưng mà vì vì cái từ bi bất ngờ này đó phải mới nhớ là mắc mắc nợ mà ông thính giả ông hay bà gì không biết mà nói rằng là ông Duyên hay nói cái chữ là cầu ông Lãnh, thế ông Lãnh là ông nào vậy đó, thì hồi nãy cũng cảm ơn cái lời comment của một thính giả, thì bây giờ cũng định cũng trả nợ cho một thính giả, anh Duyên cũng định trả nợ lâu rồi mà quên, là cầu ông Lãnh, tại sao có cái tên ông Lãnh đó, thì bữa nay mình trình bày thưa quý khán thính giả là nếu mà ai mà ở Sài Gòn đó, ở cái quận nhì Sài Gòn đó, thì sẽ biết cái cầu cầu, cầu ông Lãnh đó, cái cầu đó nó bắc ngang sông mà nó dọc cái hồi xưa cái con đường cái dọc đó là bến Chương Dương, bây giờ cái bến Chương Dương hình như tôi không có chắc cái này, nhưng mà hình như là người ta nói nó có cái tên là đường Võ Văn Kiệt này, nhưng mà cái cây cầu đó đó thì năm 1785 nó được xây, nó bắc ngang cái con sông đó, cái khoảng đó nó nối cái quận quận nhì với lại quận 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 nhì với quận 4 đó. Thì khi mà bắc năm 1785 thì cái cầu đó là cái cầu bằng gỗ chắc chắn, nhưng mà là chỉ có bằng gỗ thôi, rồi mãi cho tới sau này năm 1929 đó thì Pháp mới xây lại cái cầu, mà cái cầu bê tông xi măng rồi bao nhiêu lần tu chỉnh thì nó mới là cái cầu ông Lãnh giống như ngày hôm nay mà. Thì cái cầu thì xây năm 1785, mà cái người chủ trì để mà xây cái cầu gỗ đó có cái tên là Nguyễn Ngọc Thăng, mà cái chức của ổng là lãnh binh, cho nên người ta gọi ổng là lãnh binh Thăng. Thì theo ông Petrus Ký đó thì ổng nói rằng là sở dĩ người ta gọi gọi cái cầu ông Lãnh, tại vì cái cầu nó xây lâu rồi, rồi mãi tới 1885 đó, nghĩa là 100 năm sau, thì ông Petrus Ký ổng viết là cái cây cầu gỗ mà xây 100 năm trước khởi đầu xây là do người Việt Nam xây bằng gỗ. Thành ra cho tới năm 1885 khi mà ông Petrus Ký ông biết thì ông nói là cái như vậy thì cái ông Lãnh
nhiều phần đó là cái ông Lãnh Binh Thăng đó, ông Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng, mà quý khán thính giả cũng biết Lãnh Binh Thăng là nổi tiếng ở trong cái lịch sử Việt Nam mà. Nhưng mà có một cái thuyết thứ hai, thì thuyết thứ hai nói rằng là sau cái hòa ước mà Giáp Tuất năm 1874 đó, thì triều đình Huế giao cái miền Nam, giao cái Nam Kỳ lại, đó là thuộc địa của Pháp, thành ra Pháp cai trị cái miền Nam, nhưng mà triều đình Huế vẫn được quyền cử một lãnh sự đại diện cho triều đình Huế làm đi đi vào miền Nam mà. Thì cái ông lãnh sự đó là ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý. Thì ông Nguyễn Thành Ý khi mà ông có cái tòa lãnh sự ở cái khu vực mà đường Đề Thám Bùi Viện đó, thì cái ông lãnh sự đó ông lại có một cái thói quen là ông hay đi cái xe mà hai con ngựa kéo đó, xe sông mã đó. Thì cái xe sông mã của ổng nó đẹp lắm, nó sang lắm, thành cứ mỗi một lần mà ổng đi gọi là thăm dân, mà ổng đi rất là thường xuống cái vùng mà chợ cầu ông Lãnh rồi người ta buôn bán trái cây rồi nọ đó, thì ổng hay đậu cái xe ở ngay cái khoảng đó, cho nên mỗi một lần mà người ta nhìn thấy cái cầu, người ta nói ô cái cầu mà ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý đó hay đậu đậu chiếc xe sông mã mà, cho nên người ta nói ô cái cầu đó là cái cầu ông Lãnh. Thì hai cái thuyết khác nhau mà nó cách nhau tới cả trăm năm lận, thưa quý khán giả. Cho nên bây giờ thì có người nói là cái cầu ông Lãnh là do Lãnh Binh Nguyễn Ngọc Thăng, cũng có người nói là cầu ông Lãnh là do ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý. Thì ông nào thì giống như tôi vẫn nói mà, tôi là một cái thằng tào lao, thì tào lao cũng là tào mà tào tháo cũng là tào ra thôi. Hai ông lãnh binh, một ông lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, một ông lãnh binh Nguyễn Thành, một ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý. Dù gì đi nữa mình cũng hiểu rằng là sở dĩ có cái tên cầu ông Lãnh đó, thì cái chữ ông Lãnh đó nó gắn liền với một cái tước vị của một cái vị quan hồi xưa, chứ còn thật sự mình không biết ông đó là ông nào. Nhưng mà nhiều phần người ta nói rằng người ta có khuynh hướng người ta tin vào cái thuyết của cái giải thích của ông Petrus Ký hơn, là tại vì chính cái ông Lãnh Binh Thăng là cái người xây cái cầu đầu tiên. Nhưng mà sở dĩ mà tôi trả lời cho thính giả rồi cũng đồng thời mình nói luôn một cái điểm để mà mình thấy cái trách nhiệm của cái người viết đó. Quý khán thính giả biết là ông Petrus Ký là một cái người, một cây viết, một người có học, một học giả mà ông thận trọng đến mức độ đó là khi ông viết rồi thì ông nói là theo ý tôi có lẽ, ông không dám khẳng định nữa mà ông chỉ nói là có lẽ cái chữ ông Lãnh này là để chỉ Lãnh Binh Thăng, chứ ông không có nói rằng là chắc chắn là như vậy. Quý khán thính giả thấy cái tinh thần trách nhiệm khi người ta viết không? Cho nên chia sẻ với nhau, một là để trả nợ, hai là để nói lên cái điểm là anh em chúng tôi cũng vậy, khi làm những gì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm ở đằng sau đó. Quay trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, nói đến cầu ông Lãnh thì thưa với anh Duyên, có một vị nữ khán giả trong cái ngày như ngày thứ hai có nói chuyện với Lệ Ngọc thì nói rằng là rất là quý mến anh Duyên qua cái sự việc mà anh Duyên nói là hồi đó anh Duyên có sống ở cầu ông Lãnh, rồi có rất nhiều cái vị khán thính giả hay kêu là Duyên phố bụi của tôi ơi. Thưa quý vị, thì vị khán giả này, nữ khán giả này nói cho rằng là nghe anh Duyên nói như vậy làm cho nhớ lại những cái ngày sống khổ cực ở tại cầu ông Lãnh sau khi mà Việt Cộng chiếm miền Nam vào năm 1900, tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, thành thử qua tất cả rất nhiều, qua những cái bản tin có đôi giây phút, có sự chia sẻ của anh Duyên làm cho chúng ta cũng nhớ lại những cái kỷ niệm, và từ những cái kỷ niệm đó đó chúng ta có một cái sự gắn bó ở trên đài, đó là một cái điều rất là vui.